em là Khang, em tập luyện ở Diamond được 2 tháng. Thì là trong 2 tháng thì cũng có giảm được 8kg mỡ, đồng thời cũng có tăng thêm 3kg cơ. Ban đầu là do kiểu cân nặng em quá cao, với lại lượng mỡ trong người em khá là nhiều, nên là em muốn là mình có thể giảm cân và có một cái thân hình săn chắc. Do lúc đầu thì Khang chưa có tập luyện bao giờ, có thì cái thể trạng Khang khá là chạc, nó tập luyện thì còn thiếu kỹ thuật khá là nhiều. Về phương pháp ăn uống nữa Khang cũng chưa có nắm rõ đó, nên khi tập luyện năm xong tôi hướng dẫn là tất cả những phần kỹ thuật là phần dinh dưỡng cho Khang làm sao đạt được mục đích. Cơ sở vật chất ở đây mình thì cũng khá là hiện đại, thì có thể đáp ứng được mọi nhu cầu tập luyện các cơ trong cơ thể mình. Nên mình thấy tinh thần tập luyện của Khang sau khoảng 2 tháng tập luyện cùng với Nam có thay đổi theo hướng khá là tích cực. Thứ nhất là về phần thể trạng của mình, thứ hai về phần tinh thần lạc quan hơn trong cái cuộc sống hàng ngày. Em muốn khuyên là mọi người cứ cố gắng tập luyện để có được một cái sức khỏe tốt cho mình, và cũng như là có thể được trải nghiệm nhiều cái hoạt động ngoài trời. Em muốn nhắn gửi đến Khang nói riêng và mọi người nói chung, nó nên duy trì sức khỏe của mình, không nhiều thì ít, nên tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày để duy trì cái sức khỏe của mình. Bây giờ giữ tinh thần lạc quan trong cuộc sống.